hãy cùng chờ đón chị Tiêu Hình Kinh và Phương Bắc sẽ bị lần nữa. Xin mời! Trên thực sự rất là cảm kích và đúng thật trân trọng đến toàn bộ tất cả những cụ nhân viên và nhân viên Paranet đã thực sự tạo ra được cái điều này. Năm 15 năm là một cái chặng đường dài mà anh chúc Talanet có thêm rất nhiều cái 15 năm thành công nữa trong tương lai. Operation xin chúc Talanet càng đẹp. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, xin được kính chúc chị Trinh cũng như tất cả các anh chị em đã và đang làm Talanet luôn tràn đầy sức khỏe, năng lượng tích cực. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập thì chúng anh thương chúc đại gia đình Talanet của chúng ta ngày càng phát triển và thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.